Nghe nói Syria sụp đổ, nghe nói chính phủ làm ăn gì mà chưa tới 10 ngày đã phải bỏ chạy khỏi thủ đô, nghe nói tình trạng cực kỳ nguy ngập dành cho Syria. Nếu các bạn đã tìm hiểu tình hình về Syria, các bạn sẽ thấy câu chuyện Syria gần 2 tuần qua là một sự kiện rất nóng nhưng không thực sự giật gân tới vậy, bởi tình hình Syria chưa bao giờ là ổn định, xung đột luôn âm ỉ và trực chờ bùng nổ. Chúng ta biết tình hình Syria khá bấp bênh với nhiều nhóm quân sự, mà ở video này tôi gọi là phiến quân, mặc dù ở một vài quan điểm thì được coi là khủng bố, ví dụ như ở Nga, thì lực lượng chính đang tham gia cuộc khủng hoảng ở Syria, HTS, được coi là khủng bố, còn thủ lĩnh của họ cũng được Mỹ treo lệnh truy nã. Ở Syria có một chính phủ không ổn định, sự cân bằng luôn cần sự trợ lực từ nước ngoài, đối đầu với các nhóm phiến quân được nuôi dưỡng bởi nước ngoài, mà cái tên nổi bật ở đây chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ cập nhật nhanh chóng diễn biến mới nhất tại Syria như sau. Sáng ngày 27 tháng 11, ngay sau khi Israel và Hezbollah có được thỏa thuận ngưng chiến, thì lực lượng vũ trang của nhóm phiến quân Yad Tahrir al-Sham, HTS, với sự hỗ trợ của các nhóm đối lập tại Syria đã bắt đầu tấn công vào các vị trí của quân chính phủ. Hoạt động của phiến quân được gọi là ngăn chặn sự xâm lược và mục tiêu của nó là khôi phục biên giới của khu vực giảm leo thang Idlib. Trong những ngày tiếp theo đó, HTS có thể nói là thẳng một đường tới thủ đô Syria với những cập nhật mới nhất như sau. Quân nổi dậy HTS đã tiến vào thủ đô Damas của Syria, chiếm được dinh thự của Tổng thống Syria mà không gặp phải nhiều kháng cự. Người ta đang nói về việc thả tù nhân khỏi nhà tù Sirenaya ở Damas, thủ đô Syria. Bộ Ngoại giao Syria cũng cho biết rằng họ không biết Tổng thống Assad và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria đang ở đâu. Thủ tướng Syria cũng tuyên bố sẽ hợp tác với bất kỳ chính phủ nào được dân đồng ý. Còn HTS tuyên bố trên truyền hình nhà nước Syria rằng đã lật đổ được Tổng thống Assad. Ngoài ra, Israel cũng đã đưa xe tăng vào vùng đệm của Syria, mặc dù họ nói rằng đây là khu vực khép kín nên không liên quan đến câu chuyện tại Syria. Và Mỹ cũng dự báo về sự sụp đổ của chính phủ Syria trong một tuần hoặc ngắn hơn. Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và các nước khác đang kêu gọi tất cả các bên kết thúc xung đột, những lời kêu gọi sáo rỗng từ tất cả các bên. Và như vậy, một cách đơn giản chúng ta thấy tiến độ tiến quân và cơ bản thành công rất thần tốc đến từ phe nổi dậy khi trong vòng 10 ngày đã tiến thẳng tới thủ đô và buộc Tổng thống đương nhiệm phải đi di tản khẩn cấp. Với tình hình mới nhất tại Syria, tôi sẽ có các video phân tích, mà ở video này tôi sẽ trình bày những yếu tố chính giúp cho các nhóm phiến quân đại diện là HTS có được sự thành công trong thời gian rất ngắn như vậy. Ở video tiếp theo, tôi sẽ lôi ra các bên đứng sau có động lực để tạo ra thế cục hiện tại tại Syria, cũng như nói về câu chuyện tiếp theo tại Syria sẽ diễn ra theo những kịch bản nào. Vấn đề chính ở video này, tại sao nhóm phiến quân lại nhanh chóng tiến vào thủ đô và đẩy Tổng thống đương nhiệm đi trong thời gian ngắn như vậy? Nếu các bạn chưa biết, thì tình trạng cân bằng hiện nay tại Syria mới kéo dài chưa tới 5 năm. Vào tháng 3 năm 2020, chiến dịch lớn cuối cùng bình minh trên Idlib 2 đã hoàn thành và Syria tạo được thế cân bằng giữa chính phủ cùng các nhóm phiến quân, mỗi bên kiểm soát các khu vực riêng. Sau đó, không có sự thay đổi lãnh thổ nào được quan sát thấy và các cuộc đụng độ giữa phiến quân và lực lượng chính phủ chỉ mang tính chất cục bộ. Ở một góc độ nào đó, sự kiện hiện nay đánh dấu sự tan băng của cuộc xung đột tại Syria, hay nói cách khác là đánh dấu sự mất cân bằng mong manh đã diễn ra suốt 5 năm vừa qua. Cuộc tấn công hiện tại đang thay đổi sự liên kết chính trị quân sự ở miền Bắc Syria. Chỉ trong một ngày, phiến quân đã có thể cắt đứt đường cao tốc M5 nối miền Bắc và miền Nam đất nước, tiến vào các thành trì và tới thẳng thủ đô. Điều thú vị là cuộc tấn công của phiến quân bắt đầu chỉ vài giờ sau khi thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Liban và Israel. Trong các tháng trước đó, phiến quân HTS đã pháo kích vào các vị trí của chính phủ gần như đồng thời với các cuộc tấn công không kích của Israel. Điều này rõ ràng đặt ra một số nghi vấn nhất định về khả năng phối hợp của các bên trong hoạt động hiện tại. Nhưng cũng rất có thể chuỗi hành động được giải thích bằng các cân nhắc về mặt chiến thuật. Phiến quân Syria đã lợi dụng thời điểm phần lớn chiến binh Hezbollah đang ở miền nam Liban và không thể nhanh chóng chuyển sang nước láng giềng Syria. Tuy nhiên, về bản chất thì khía cạnh này chỉ là thứ yếu. Sự thành công của cuộc tấn công, nhịp độ và chiến thuật được quyết định bởi các yếu tố đã định hình từ lâu. Điều quan trọng cần nhớ là giai đoạn nóng nhất của cuộc xung đột vũ trang ở Syria đã kết thúc vào năm 2018 khi quân đội chính phủ chiếm giữ các khu vực giảm căng thẳng. Và sau hoạt động quân sự toàn diện cuối cùng kết thúc vào tháng 3 năm 2020, hiện trạng hiện nay đã được thiết lập. Nhưng từ đó tới nay, lực lượng đồn trú tại các khu vực chính phủ chiếm giữ trước đó đã bắt đầu suy tàn nhanh chóng. Quá trình này còn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội sâu sắc trong Syria, ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng chung của quân đội Syria. Trong 5 năm qua,
không có các hành động cụ thể được thực hiện để nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang. Các cuộc tập trận không thử nghiệm nghiêm túc các phương án chiến tranh hiện đại phù hợp với các điều kiện tại Syria. Dấu hiệu của sự suy giảm chung là tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đặc biệt là khu vực miền trung Syria, nơi mà nhà nước Hồi giáo tự xưng Syria đã hoạt động trở lại. Vấn đề này đã mang tính chất hệ thống và đây là nguyên nhân dẫn tới việc phòng thủ kém hiệu quả trước các lực lượng tấn công trong chiến dịch hiện nay. Còn ở khu vực của các nhóm phiến quân lại khác, HTS đã thành công trong việc tập trung hóa khu vực. Hầu hết các đội hình hỗn tạp đã trở thành một phần của bộ chỉ huy quân sự duy nhất. Những nhóm không muốn hòa nhập rơi vào tình trạng bị đào thải. Ngoài ra, các binh sĩ HTS không ngừng huấn luyện. Các cuộc huấn luyện có tính tới thực tế của chiến tranh hiện đại. Ví dụ như trong cuộc tấn công hiện nay, phiến quân đã sử dụng hiệu quả các máy bay không người lái tấn công tầm xa. Tất cả những điều này đã góp phần lớn vào tốc độ tiến quân nhanh chóng và những thành công về mặt chiến thuật của họ. Hơn nữa, hầu hết người dân trong khu vực kiểm soát của phiến quân đều có chung quan điểm đối lập với chính phủ. Vì vậy, cuộc tấn công vào các vị trí của chính phủ nhận được sự tán thành của người dân. Đó là lý do tại sao một hoạt động quân sự có thể chấm dứt sự bất bình của người dân và tăng cường sự ủng hộ cho HTS. Như vậy, các lý do chính khiến tốc độ tiến quân của các nhóm phiến quân nhanh tới vậy là bởi vì họ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với quân đội chính phủ. Các phương án tác chiến chủ động đa dạng hơn, kết hợp với thời điểm hiện nay khi các bên ủng hộ chính phủ Syria đang phải phân tâm trong vấn đề của chính mình. Hay có thể nói điểm cốt lõi nhất là chính phủ Syria không tập hợp đủ sức mạnh để đơn độc trong việc chống lại nhiều nhóm phiến quân mà luôn có xu hướng phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tình hình tại Syria là một sự cân bằng mỏng manh và khi đánh mất sự cân bằng thì bên lợi thế là bên nhóm phiến quân sẽ có cơ hội tiến nhanh hơn khi bên chính phủ không có được sự trợ sức cần thiết. Còn đằng sau câu chuyện sẽ là những động lực từ nhiều bên trong vấn đề Syria để giúp sức nhiều hơn cho phiến quân, còn chính phủ lại không nhận được quá nhiều trợ lực. Câu chuyện này ở video tiếp theo chúng ta sẽ bàn tới. Thế thì nhân vật được gieo tên nhiều nhất, người Thổ Nhĩ Kỳ có biết trước về sự kiện lần này không? Để hiểu đầy đủ tình hình, điều quan trọng là phải nói rằng ngày nay ở phía Bắc và phía Tây Bắc Syria được chia thành hai khu vực. Một trong số đó nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ lâm thời Syria và khu vực còn lại nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ cứu hộ Syria. Cả hai cơ quan chính trị này đều đại diện cho các lực lượng đối lập với chính phủ Syria hiện nay. Đáng chú ý là những khu vực này thực chất là vùng bảo hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt. Hơn nữa, nhiều cơ cấu đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ, ví dụ như quân đội quốc gia Syria, thực chất đã trở thành lực lượng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ và các đơn vị của nó cũng đang tham gia vào hoạt động hiện tại. Tất cả điều này có thể không thể hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch và phối hợp thực hiện, nhưng cho thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể không biết về cuộc tấn công của phiến quân đang xảy ra. Hơn nữa, ngay trước khi bắt đầu các cuộc tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các hệ thống phòng công nhắm tới các khu vực giao tranh. Nhiều khả năng, hoạt động này là một nỗ lực nhằm gây áp lực lên Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là vấn đề về bình thường hóa quan hệ, vì chủ đề về khôi phục quan hệ giữa hai nước đã được nêu ra từ vài năm trước. Quá trình này ban đầu được triển khai vào cuối năm 2022, nhưng đã dừng lại vào mùa xuân năm nay. Và vào mùa hè, một nỗ lực cũng đã được thực hiện để khởi động lại quá trình nhưng cũng không thành công. Trở ngại chính cho các cuộc đàm phán chính là lập trường cứng rắn của chính phủ Syria. Một điều kiện kiên quyết để bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ, Syria yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền Bắc Syria. Cuộc tấn công của phiến quân hiện nay có thể là một minh chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột tại Syria. Tình hình quân sự, chính trị ở phía Bắc và phía Tây Bắc đất nước này phụ thuộc vào cuộc tấn công hiện nay. Như vậy, ở video này chúng ta đã thấy việc phiến quân thành công tiến vào thủ đô Syria trong thời gian nhanh chóng không thể không tính tới sự yếu kém của chính phủ Syria hiện tại. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của các cuộc tiến công và lật đổ này không đơn giản chỉ đến từ mục tiêu của các phe đối lập, mà còn là câu chuyện của các bên trong bàn cờ địa chính trị, mà ở đây khẳng định là có Thổ Nhĩ Kỳ, điều mà video tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Ly Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.